Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình quay trở lại đây, mình là Snoopy. Nếu các bạn hỏi tại sao mặt mình nhợt nhạt đây thì mình vừa ngủ dậy và tự nhiên mình có hứng mình làm video và mình ngay lập tức mình bật máy điện thoại lên và quay clip thôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ siêu tập áo T của mình. Thì không thể các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với Snoopy T Collection. Ok, bước cái đầu tiên cũng là cái mình thích nhất, đó là Venus X Collab Core của Uniqlo. Thì đây, áo T rất là đơn giản, có hình con Snoopy và đôi mắt hiện tượng của Core. Đây cái áo mình thích nhất, thì mẫu áo Venus Collab Core này mình đang mặc hiện tại thì theo mình biết thì nó là mùa đầu tiên. Thì đến thời điểm hiện tại thì đã có 2 season rồi. Thì season đầu tiên thì là cái áo này, với nhiều mẫu và nhiều màu phối, nhưng mà mình thích nhất là cái này. Đó, thì theo mình thông tin mình được biết thì ở Uniqlo Mỹ ngay trong tuần đầu tiên bán hết sạch, không còn dư một cái nào, kể cả con gấu. Cái áo này theo mình được chắc cũng được gần 1 năm rồi. Ở season 2 thì mình không thấy có mẫu nào đẹp, mình không có. Ok, đến với cái thứ hai mình có, cũng là thuộc Uniqlo, nhưng lần này thì là One Piece collab với Uniqlo. Đó, cái áo hơi nhăn một chút tại mình vừa lấy trong tủ ta, quên mất sự hiện diện của nó. Lúc mà mình đến cửa hàng thì ngay lập tức mình lấy luôn, không cần phải suy nghĩ. Thì nhiều bạn sẽ hỏi mình mặc cỡ bao nhiêu, thì tất cả những áo Uniqlo mình mua được thì tất cả đều là XL hết. Vì vai mình rộng hoặc và mình thích cái kiểu thùng thình nên mình luôn luôn chọn là XL. Có in hình tất cả các thành viên của băng mũ rơm. Phần ống tay áo thì có cái logo của băng mũ rơm. Cái áo này theo thông tin mình biết là chỉ bán tại Nhật, chỉ bán duy nhất tại Nhật, không có ở chỗ khác. Còn nếu mà bạn nào mà có thông tin bán ở nước khác thì có thể comment bên dưới cho mình biết. Ok, trên tay mình đang cầm vẫn là màu áo của One Piece collab với cả Uniqlo. Màu áo này thì rất là đơn giản, chỉ có mỗi hình Ake thôi. Như ông Ake, tại mình cũng không xem One Piece lắm, thì vẫn như thường lệ thì ở đây nó có cái logo của băng mũ rơm. Thằng này nhưng không phải của băng mũ rơm thì phải. Áo này thì thực chất là nó cũng chẳng có gì đâu, nhưng mà để mà nói thì bên này họ rất cuồng cái ông Ake này luôn. Mình chẳng biết tại sao là đó, đằng sau không có gì, chỉ như này thôi. Nói chung là nói về cái chủ đề này mình cũng chẳng biết nói gì nhiều cả, mình chỉ biết sâu vào cho các bạn xem thôi. Mặc cái áo này ra thì kiểu nhiều người ta hỏi kiểu mày mua cái áo này đâu đây, đây là thằng Ake của One Piece đúng không, kiểu mọi người ở bên này rất kiểu cuồng manga ấy, nên là mặc mấy cái này ra nhiều kiểu dễ bắt chuyện với mọi người lắm, kiểu mọi người cũng tự bắt chuyện với mình luôn ấy. Mọi người ok mày có cái áo One Piece hay thế, tao cũng muốn mua như này như kia. Thì mặc mấy cái áo đấy bắt chuyện với người Nhật rất là dễ. Cái áo tiếp theo mình có đây là cái áo T rất là dài, có thể gọi là long T, thiết kế gần như là ăn cắp 99.99% của GG season 2. Và áo đây là của hãng Bershka. Bershka là một hãng con của hãng Zara. Nếu các bạn đã không biết, mình rất là thích GG, nhưng mà thật ra không có tiền để mua và cũng chả biết để mua kiểu gì, bởi vì GG season 1 và GG season 2 quần áo bán cực kỳ cháy. Mãi đến season 3, season 4 thì kiểu nó đắt quá mọi người cũng chả quan tâm đến nữa, nên nó có cái tình trạng là không bán được hàng. Thằng cu Kalanakit bây giờ nó lớn to đùng luôn rồi. Thì thằng cu nó rất thích kẹo này. Thì với mình lúc mà mới sang Nhật ấy thì mình không thể nào mà bỏ ra độ khoảng mấy triệu để mua một cái áo chi cả. Nên là mình quyết định chọn cái áo này của Bershka. Nó có vài trăm nghìn thôi, rất là đẹp. Mà mặc thì auto giống gì luôn, từ cổ áo cho đến họa tiết các. Ok, đến với cái áo tiếp theo. Thì ở đây mình có một cái áo đến từ một brand của Nhật. Thì đây, chắc bạn nào xem xem Insta và Facebook của mình thì cũng biết mình rất thích cái áo này. Áo này có giá tương đối khá là mắc, độ cỡ khoảng lần này mình tính không sai đâu, độ hố khoảng 3 triệu tiền Việt. Thì áo này là tên của hãng là XXX God Selection. Thì bạn nào không biết mình sẽ để link ở đây. Thì áo này hiện tại đang rất là hot ở Hàn Quốc, thì được rất nhiều các sao Hàn mặc, có cả Thi Young của Big Bang cũng đã mua cái áo này để mặc. Tất nhiên là nó sẽ khác hình đây.
Nhưng mà cái hãng này thì hiện tại đang rất là nổi tiếng. Áo này chất liệu cực kỳ tốt và hoàn toàn là made in Japan. Áo nó made in Japan, vì vậy giá của nó rất là đắt. Không hiểu tại sao lại cứ đàng của made in Japan thì nó lại đắt như vậy. Nó có một chút về cái áo này thì mình đã phải xếp hàng rất là dài để mua được nó. Mà cái lúc mua thì đây là cái áo cuối cùng của cái mẫu này. Khác với những cái brand khác, ví dụ như là Bếp hay là Supreme thì rất là nhiều người xếp, nhưng mà chủ yếu toàn Trung Quốc với cả người nước ngoài nhiều. Nhưng mà cái hãng này riêng mình đi xếp thì chỉ có người Nhật thôi, đọc từ đầu đến cuối toàn người. Mình thấy là chỉ có mình và hai bạn của mình là ba người ngoại quốc duy nhất đứng cạnh cửa hàng cái lúc đó. Cái áo tiếp theo nhìn thôi cũng đã biết rồi, bạn nào hay theo dõi Insta của mình thì biết đây là cái áo mình cũng rất là thích, đang mặc rất là nhiều trong dạo gần đây. Thì cơ duyên sao đến với cái áo này, đợt mà Undefeated collab với cả Nike. Để cái hình ở đây. Ở cửa hàng ấy nó có luật rất là buồn cười, đó là phải có một cái đồ của Undefeated thì mới được xếp hàng. Thì mình ngay lập tức mua cái này ngay vì thiết kế của nó khá là đơn giản và đẹp nữa. Đằng sau có cái chữ và số đây. Đó, ở đây có biểu tượng, tượng của Tokyo. Đây là tên Tokyo và tên hãng. Các bạn, nhiều bạn sẽ không biết đến cái hãng này. Thì hãng này là hãng rất là đình đám, có nhiều bản collab nổi tiếng, ví dụ là Nike Undefeated nè, Adidas Undefeated nè, sau đấy là đến Bếp Undefeated rất nhiều mùa rồi. Thì đây chính là nó, Undefeated, không thể bị đánh bại. Dạo gần đây thì mình cảm đang thấy ghét cái shop Undefeated này, bởi vì là để mà muốn mua những cái đồ hai ấy thì phải đến xếp hàng, không những phải đến xếp hàng mà phải có cả point độ, tức là cái điểm tích điểm của cửa hàng. Thì nó sẽ chia ra group A, group B, group C. Thì những cái group A thì 80 point độ trở lên, group B thì 80 trở xuống, và group C là những cái người mà khoảng từ 30 đổ lại. Thì mình cảm thấy như thế kiểu nó không công bằng với mọi người ấy. Nhưng mà thì thôi, những người nào có tiền thì người ta sẽ được xếp trước thôi. Thì nói qua về point tổ thì khoảng 5 cent thì sẽ được một point tổ, 5 cent thì khoảng hơn 1 triệu thì sẽ được một point tổ. Vậy các bạn tính thử xem 80 point tổ là vào khoảng bao nhiêu tiền. Mà cái point tổ này chỉ một point tổ chỉ dùng được trong 6 tháng thôi. Thì các bạn biết là cái mức độ hút máu của cái cửa hàng nó như nào. Không còn gì để nói. Nhưng mà ghét thì vẫn ghét thôi. Tất cả những cái đồ mà họ bán tại cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ rồi ấy, nên là không có gì để thắc mắc cả. Cái áo tiếp theo thì chắc chắn là ai cũng biết rồi, Uniqlo collab Takashi Murakami. Mình thích nhất là cái túi này luôn ấy. Mình thề với các bạn, mình thích nhất cái túi này luôn. Cái áo này lần đầu tiên được bán là tại Uniqlo của London chứ không phải là Uniqlo của Nhật Bản. Mình không biết lý do tại sao, bởi vì có lẽ là chắc là chiêu trò PR của họ thôi. Áo này khi mà được release tại Nhật Bản thì ngay lập tức mình đã đi xếp hàng để mua. Mình cảm nhận được sự push it của mình, đó là cái áo này không cần thiết phải xếp hàng cũng mua được. Trời đất, áo này ra sợ số lượng rất là lớn, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là hết rồi. Sau khoảng 1-2 tháng gì đấy thì bây giờ cũng cuối cùng nó cũng đã hết. Nếu mà các bạn hỏi mình áo này có limited không thì mình nói là limited, bởi vì nó chỉ được bán ở một số Uniqlo của một số nước nhất định thôi. Áo này có giá khoảng 1,5 cent, khoảng 300.000 tiền Việt. Mình mặc ở đây là cỡ XL, chẳng có gì khác biệt so với những áo Uniqlo bình thường cả. Chỉ là có một cái túi ở đây và hoa hòe, hoa sói rất là đẹp, có một bông hoa ở đây nữa. Để mà nói thì đây là một ưu tiên cần phải có trong tủ đồ của bạn vào mùa hè năm nay. Mẫu T này rất rất là hot trên toàn thế giới chứ không chỉ duy nhất tại Nhật. Các bạn nên nhớ một điều như vậy. Tiếp theo thì mình có ở đây vẫn là một mẫu, vẫn là cái mẫu vừa nãy, nhưng mà với phối màu đen thì vậy thôi, cũng chẳng có gì khác. Vì mình thích màu đen, mình nói chung là mình mặc quần áo hai màu chủ đạo là trắng và đen. Thì mình thấy màu đen thì ở đây cái túi này nó khá là nổi, và mặc thì mình cảm giác là mình không bị béo người. Mặc màu đen này nhìn mình rất là thon. I'm sexy and I know it. Đến với cái áo cuối cùng và cũng là cái áo hot nhất trong bộ sưu tập của Takashi collab với cả Uniqlo thì đây chính là nó. Màu áo Doraemon huyền thoại. Hầu hết các hai bit ở Nhật cũng như các hai bit ở trên thế giới thì ai cũng có một cái này luôn. Các bạn bảo nó có hai không thì mình ok, rất hai là đằng khác.
Nhưng giá của nó thì không bị độn lên, bởi vì là ở Uniqlo nó bán rất là nhiều. Nên là các bạn có thể cóp cho mình cái áo này với giá rất là phải chăng. Nhưng mà mình tiếc ở cái áo này là tại sao nó không có màu đen mà thay vào đó là nó có màu hồng. Mình thấy bạn, mình nhìn thấy mấy bạn mặc áo này màu hồng nhìn sợ vãi luôn. Vì cái màu hồng làm chìm hẳn cái con Doraemon này, không nhìn thấy nổi như màu trắng. Thực sự màu trắng con Doraemon này quá nổi. Đấy, những cái người Nhật khi mà nhìn thấy cái áo này phải thốt lên một câu với mình là Doraemon có kawaii thế này. Ok, sau khi nói qua về cái áo và khoe áo nhạt như nước ốc thì mình quyết định là nói thêm một chút về cách bảo quản đồ. Thì các bạn thấy ở đây là mình luôn luôn là treo những cái áo lên móc để nó không bị nhăn. Áo thi nói chung thì rất dễ nhăn ra. Ví dụ như cái áo này của mình, cái cổ nó đã bị bay ra vì mình không biết cách giặt. Lúc mình mua không biết cách giặt và mình hay đi mưa, thì mưa thì nó sẽ bị bay ra rất là nhiều. Cái số 2 là đối với những áo trắng thì các bạn phải chăm chỉ giặt cổ. Thế mình nghĩ là chỉ cần giặt cổ thôi, còn nếu mà bạn nào cẩn thận nữa thì giặt luôn cả áo cũng được. Hàng tốt mấy thì tốt, thì theo thời gian nó vẫn biết hỏng mà. Nên là cái áo thi đẹp hay không là quyết định là ở các bạn, cách bảo quản của các bạn. Thực sự là mình cũng cảm nhận được cái clip này thực sự là rất là chán ấy. Thì nói chung thì thi áo thi là một cái món đồ rất là quan trọng trong hè ấy. Thì thời tiết ở mùa hè rất là nóng và khó chịu ấy, thì không những áo thi phải đẹp mà còn phải đáp ứng được cái sự thoải mái mặc của người mặc. Mùa hè thì ra rất nhiều mồ hôi, mà ra mồ hôi nhiều phải giặt nhiều thì nó hỏng rất là nhanh ấy. Nên là lựa chọn cho mình mấy cái áo thi cỡ bình thường thôi, mặc được nhiều lần mà cảm thấy thoải mái. Đây, có khi là chào các bạn.